thân chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học và mình mong là mình sẽ tìm được con chữ nhét vào đầu và để có thể nói chuyện được với tất cả những người ở đây, và cũng như là sẽ tìm cho mình được một công việc tốt hơn. Và đây là cái khung cảnh của cái lớp, và ngày hôm nay mình sẽ học chút xíu nữa, khoảng 15 phút nữa là lớp bắt đầu học rồi, cho nên mình đang ngồi chờ cô giáo đến và mình quay chút đỉnh về cái nơi mình sẽ học cho tất cả mọi người xem nha. Hồi hộp quá. Hồi hộp giống như lần đầu tiên đi lấy chồng vậy đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã hãy chờ đón theo dõi những thông tin sớm nhất nữa nha. Khi vào lớp học là mình được phát hai cuốn tập như thế này, và mình phải đóng 40 đồng cho hai quyển tập này, hai quyển sách này để mình học. Đó các bạn, hành trình đi tìm con chữ của mình bắt đầu. Action. Mọi người nhìn giống mình đi học lớp 1 không? Đây nè, lớp 1 nè. Hello, thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay mình đến với tất cả mọi người muốn chia sẻ một cái việc mà mình nghĩ là ai đến nước Mỹ này cũng sẽ rất cần thiết và cũng sẽ rất quan tâm về cái chuyện học hành và biết chữ như thế nào, cũng như là mình phải đăng ký học ở đâu, hoặc là mình có tốn bao nhiêu tiền, rồi có học khi mà bước vào lớp mình học mình có dễ tiếp thu hay không, hoặc là cô giáo giảng như thế nào. Có những người thì họ bên Việt Nam họ có điều kiện họ học trước và họ có đã được cái nền tảng IELTS rồi, khi họ qua đây họ chỉ cần vô lớp trường lớn và bắt đầu họ thi họ học thôi. Nhưng mà đối với những người mà họ chưa có biết á, và họ chưa có biết cái nền tảng của IELTS luôn á, thì có lẽ là các bạn phải cần nên biết những cái nơi này. Chào mọi người. Trước tiên cho mình khoe cái hoa phong lan của mình trồng trước cái đã. Mình chồng của chị chủ nhà mà mình chăm sóc cho với chị á, ngày hôm nay nó đã trổ hoa rồi nè các bạn, đẹp không? Đó, mình muốn khoe với tất cả mọi người về cái nhánh hoa lan mà nó nở chắc cũng hơn tuần rồi, nở lâu lắm rồi mà ngày hôm nay nó vẫn còn rất là tươi. Đó, mình sẽ để ở đây để làm cái phong cho nó đẹp nha mọi người. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đó, phải để đó đi, nhìn cho nó đẹp. Rồi ok, mình sẽ vào cái chủ đề và mình sẽ nói về cái cảm nghĩ đầu tiên khi mà mình đi đến đó mình học. Thì có một dịp tình cờ, và một buổi chiều đó là mình không có nghĩ là mình sẽ đi học luôn các bạn. Cũng là đang tìm cái nơi học, và cái chị Tâm Mì á, các bạn biết là chị Tâm Mì hay làm YouTuber chung với mình á, thì chị ấy hay chơi với mình và chị ấy đây lâu lắm rồi, và chị ấy biết được là cái nơi học miễn phí và những nơi đó là nhà thờ nè các bạn, rồi mấy cái chùa đó các bạn, họ vẫn dạy mình chùa ở bên Mỹ này á, là thường là nhà thờ và chùa là họ hay dạy 6 mùa chữ á, giống như gọi theo tiếng Việt Nam mình gọi là 6 mùa chữ đó. Thì họ sẽ dạy cho mình những cái bước cơ bản để khi mình biết và mình đọc, mình nói những cái từ đơn giản để mình có thể giao tiếp với người dân địa phương. Thì đó là cái chị Tâm Mì mới biết cái nơi ở trong cái giáo xứ đó, thì họ có dạy. Bắt đầu chị ấy mới lên mạng, chị ấy search và chị ấy xem cái thông tin ở trên mạng đó là mấy giờ dạy và khóa học mà khai giảng khi nào. Thì chị ấy xem được là khai giảng trước đó một tuần rồi, tất nhiên là đã mất hết hai buổi học rồi các bạn. Rồi xong cái chị ấy thấy vậy, chị ấy mới vội vã chở mình lên trên đó và đăng ký ngay tại chỗ và đi vô lớp học liền luôn các bạn, đi vô lớp học liền luôn. Thì mình lúc đó mình lên trên đó mình rất là run mà mình không biết là mình phải nên làm gì, và họ nói chuyện mình cũng không có hiểu các bạn. Thì khi mà chị Tâm Mì mới đi theo chung với mình và chị làm giống như phụ làm những cái bước thủ tục là ghi địa chỉ liên lạc rồi họ tên rồi điền những cái thông tin như thế nào đó, thì chị nói với mình để mình biết đường mình đi vô, và chị hỏi thăm là những cô giáo ở đó là dạy học sinh ra sao, rồi có chi phí gì hay không. Thì đến đó là mình mới biết là
không có tốn chi phí để đóng tiền dạy của giáo viên, nhưng mà mình chỉ tốn tiền mua sách thôi các bạn. Và cái chi phí đóng tiền sách nó cũng rất là rẻ, chỉ có 40 đồng mà các bạn, rất là rẻ luôn các bạn. Và là cái cô giáo mới bảo là đi đến đó là học rồi, các bạn chỉ cần mua sách. Tại vì khi mà cô giáo dạy cái sách gì đó thì họ sẽ đưa cho mình những quyển sách đó, là mình khỏi cần phải đi tìm mua, thì bắt đầu là mình đóng tiền thôi đó. Mà các bạn biết không, khi mà mình vô cái lớp học mình bỡ ngỡ lắm, mình cảm thấy rất là hồi hộp và rất là sợ. Tại vì khi mình ở Việt Nam á, thì mình không có sợ, vì cái đó là cái ngôn ngữ của mình. Mình vô lớp ví dụ như cô dạy cái gì á thì mình nghe, mình phát âm, mình nói chuyện, rồi xong cái mình sẽ nhớ những cái từ đó nó dễ hơn so với là ở bên đây là mình chưa có biết gì hết. Cái ngôn ngữ của họ nói là mình cũng không hiểu, và họ có phân tích mình cũng không biết luôn. Và cái điều đầu tiên mình đi vô cái lớp học đó là mình phải quan sát cái cử chỉ, cái hành động và cái thái độ của cô giáo để mình hiểu được, mình cố gắng mình hiểu được là cô giáo đang muốn nói gì và đang truyền tải đến cho mình là những cái điều gì. Và cô giáo bắt mình phải nhìn cái khuôn hình miệng của cô giáo để mình biết được là mình đánh dần như thế nào, và mình sử dụng cuốn lưỡi hay không cuốn lưỡi, hay là mình phát âm như thế nào nó sẽ chuẩn và nó ra được cái tiếng đó. Thì các bạn biết không, cái có lẽ là cái áp lực của mình nó bị ngay lúc đó, cho nên mình bị cảm giác nó hơi bị kêu bằng căng thẳng á. Và khi mà cô dạy rồi, dạy xong một chút xíu sau là bắt đầu cô hỏi lại, là bắt đầu mình bị quên đó các bạn, mình quên, mình không nhớ. Và ngày hôm nay mình về, mình ngồi đây và mình định hình lại xong rồi, cái đầu cái mình phải dùng cái Google Translate để dịch là những cái từ mà hôm qua mình nhớ là cô dạy mình đó, nhưng mà mình không biết là mình đọc có đúng hay chưa. Thì mình mới lấy cái từ cuốn quyển tập ra, mình ghi lại hết tất cả những cái bài mà hôm qua cô dạy mình, xong rồi mình dịch ra sang cái tiếng Việt ở trên Google Translate nó dịch ra cho mình, xong mình ghi vào. Và mình nhớ là hôm qua cô dạy mình cái đó là nó là cái ý nghĩa như vậy. Mình xem có đúng hay không, mà mình nhớ lại là cái lời mà cô phát âm có đúng với cái ở trong đó nó phát âm hay không. Thì khi mình thấy nó đúng rồi, bắt đầu mình mới ghi lại. Mình ghi lại là cái ý nghĩa của cái tiếng Việt như thế nào, rồi cái từ đó phải đọc ra sao. Và các bạn biết không, đọc theo cái phát âm của tiếng Anh á, thì mình không có phân biệt được. Đôi khi cô đọc ở trên đó, mình nhìn trên đó và mình đọc theo thì rất là đúng, nhưng mà khi mà mình đi về nhà, mình nhìn vô cái đó mình lại không biết đọc như thế nào. Tại vì cái cách phát âm của người Mỹ, họ có những cái ký tự và họ ghi á, thì mình không có hiểu, cho nên mình phải ghi thành tiếng Việt. Ví dụ như là cái từ pen và pencil, thì hai cái từ đó mình không có nhớ được các bạn, và mình không biết đọc như thế nào là đúng các bạn. Cái mình nghe cô nói là mình biết được là từ pen, ngày trước là mình có học mấy cái bài mà vỡ lòng của tiếng Anh đó, là pen là cái bút đúng không, và pencil là cây viết chì. Là mình hiểu được là nếu như cô nói từ pen, tất nhiên là cây bút, mà cô đọc từ pencil là coi như là cái từ đó sẽ là một cái bút nào đó, chứ không phải là cái bút mực của mình. Là mình hiểu theo cái phân tích như vậy thôi. Xong rồi bắt buộc cái khi về nhà mình phải ghi cho rõ ràng, và bắt đầu mình học theo và mình cố gắng mình nhớ, để mình nhai những cái đó, nhai đi nhai lại để mình nhớ được. Và các bạn biết không, khi vô trong lớp cô nói mình không có hiểu, nhưng mà những cái từ nào mà cô muốn mình biết là cô sẽ đọc rất là chậm, và cô lặp đi lặp lại cái từ đó, và bắt đầu cô chỉ lên miệng, khẩu hình miệng, và bắt đầu cô đọc để cho mình nhìn theo khẩu hình miệng và mình đọc theo. Thì các bạn biết, khi trong chổng học, mình nghĩ lúc đầu trong cái trí tưởng tượng của mình á, là nếu như mà mình vô trong đó mình học á, là cô nói tiếng Anh rồi mình không hiểu rồi làm sao mình học được. Trong đầu mình cứ ngờ ngợ là như vậy. Rồi cái khi mà mình vô trong lớp rồi mình học thì mình mới hiểu được là cái điều khó khăn không phải là nó nằm ở cái ngôn ngữ, mà nó nằm ở cái lòng can đảm của bạn và cái ý chí học tập của mình có cao hay không. Vì khi các bạn có cái ý chí học tập và họ dạy thì các bạn sẽ cố gắng hiểu họ đang nói gì,
Và khi mà lúc đầu á mình cô dạy xong cái mình có những cái mình không hiểu á, mình ngồi mình đâu bài như vậy nào thì cô biết là mình không hiểu, bắt đầu cô lại cô dạy rồi cô lật mấy cái quyển tập ra và cô chỉ rồi xong khi nào mà mình nói oh yes thì bắt đầu cô mới qua qua cái từ đó. Các bạn biết ha, cái những cái người mà dạy cho mình biết được cái ESL á và làm ở trong dạy ở trong nhà thờ rồi đó, mình thấy hả những cô giáo đó rất là tận tâm và rất là dễ thương luôn các bạn. Mình không biết những cô giáo khác như thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình thấy là họ dạy họ không có lấy tiền mà họ dạy với một cách rất là nhiệt tình, không phải họ dạy qua loa. Họ dạy và họ họ nhìn mình xem của mình có nói được hay không, và mình sai ở chỗ nào là họ chỉnh mình. Cái Minh là người học trễ hơn một buổi thì cô lại cô kèm và theo kiểu là cái gì mình không hiểu á, nhiều khi á Minh đi ra ngoài mấy mấy bạn đi ra ngoài mấy bạn uống uống trà ăn bánh rồi đó thì đứng ở ngoài tám chuyện hơi lâu, cái Minh mới tranh thủ mình uống xong một ly trà mình chạy vô mình xem những cái bài mà hồi nãy cô giảng đó, mình coi mình còn nhớ được cái gì hay không. Và nếu như mình nhớ được cái gì đó mình ghi vào cuốn sách đó để mình về mình học đi học lại để cho nó gì nó thuộc, và chừng nữa mình có thể dễ dàng nói chuyện với người ta hơn. Và đôi khi cô giảng thì mình sẽ hiểu dễ hiểu hơn. Mình hả mình rất là ham học và muốn muốn mình học được những cái chữ gì hay càng tốt càng nhanh càng tốt để mình có thể là hòa nhập với cuộc sống Mỹ này nó nhanh hơn. Và có những người họ nói là khi mà ở bên Việt Nam học có bé kia nó học một năm ở bên Việt Nam rồi nhưng mà nó qua nó vẫn học lại buổi sơ khai của ESL các bạn. Và cái bé nó nói là thật sự em vô em học em cũng bị là khó hiểu á chị, em đã học ở bên Việt Nam là một năm ESL rồi mà qua bên đây em cô giảng nhiều khi em cũng không hiểu, em chỉ nhớ được là những cái từ này em đã học rồi và cái cách cô đọc nó khác chứ cái khi mà em mình học bên Việt Nam lắm. Cho nên á ngày trước ông xã mình có nói với mình á là em ở bên Việt Nam mình định là học ở bên Việt Nam á, xong cái ổng mới nói là em không cần học bên Việt Nam đâu, tại vì khi em học bên Việt Nam xong rồi em qua bên đây em sẽ không sử dụng được nhiều và đôi khi là em còn phải học lại từ đầu, nó giống như là không sử dụng được luôn vậy đó. Thì qua bên đây các bạn em học với cái cô giáo và người địa phương ở đây họ họ đọc với cái chất giọng của người Mỹ bên đây thì em sẽ giống như là em không có ngày ở bên Việt Nam em học như thế nào là coi như em dục hết á, cho nên không cần phải học đâu, em cứ cứ chơi đi ở bên Việt Nam chơi với ba mẹ đi rồi qua bên đây em học lại từ đầu thì nó dễ hơn, giống như là giống như mình là một trang giấy trắng vậy đó, thì khi qua đây cô giáo mình nó dạy mình nó mình sẽ dễ hiểu hơn là giống như là một một cái quyển quyển tập đã viết lên rồi mà phải sửa lại thì nó hơi bị lâu đó, là như vậy đó. Ảnh là thời gian đó là ảnh không có cho mình đi học tiếng Anh ở bên Việt Nam, và ngày hôm nay mình đúng là mình mới có điều kiện mình đi học và mình cảm thấy cái điều này rất là hay và mình muốn chia sẻ lên đây để cho những cái người nào đó mà chuẩn bị qua Mỹ và đi tìm con chữ giống như Minh vậy đó để biết được là mình đi qua Mỹ mình học nó tốn tiền bao nhiêu và khi mà mình học cái những cái lớp mà không tốn tiền như vậy đó, thì nó có tốt hay không, hoặc là các bạn vô trong những cái lớp học đó là họ nói tiếng Anh mà mình là người Việt mà mình không hiểu thì làm sao. Thì ngày hôm nay mình lên mình chia sẻ cái cảm nghĩ của mình khi mà lần đầu tiên mình vô lớp mình học mình cũng rất là run, bởi vì lý do hôm qua là mình có livestream và mình nói là lần đầu tiên của mình rất là hồi hộp và run, đó là cái cảm xúc thật tình của mình. Mà mình livestream xong cái buổi đó thì có nhiều người họ chửi là mình tào lao, đi học thôi có gì đâu mà run, mà thật sự là run lắm các bạn, tại vì khi mình vô trong đó mình học á mình bỡn mình trong cái đầu của mình tưởng tượng á, là mình vô đó là cô nói tiếng Anh không rồi làm sao mình hiểu, mà cô giải thích rồi làm sao mình biết được. Nhưng mà khi mình vô trong đó khi mình có ý chí học và mình tập trung mình nghe để cho mình cố gắng hiểu được người ta thì mình sẽ học được. Và bây giờ cái thời buổi bây giờ thì nó cũng có rất nhiều cái thứ hỗ trợ trong cái cuốn sách đó các bạn, trong cuốn sách mà hôm qua mình có livestream lên cho các bạn xem á, là trong cái quyển sách đó nó có cái phần đĩa CD thì khi cái về các bạn có thể bỏ cái đĩa CD vào và các bạn nghe đi nghe lại những cái bài tập đó và các bạn làm theo
thì hoặc là các bạn nói chuyện theo thì nó cũng rất là tốt. Cho nên hả, bây giờ cái kêu bằng khoa học tiến bộ rồi, những cái điều đó nó dạy rất là dễ, chứ không giống như ngày xưa mình phải học xong mình phải dở từ điển đồ nữa. Còn bây giờ á, một là các bạn có thể sử dụng điện thoại để tra Google, hai là các bạn có thể nghe từ trực tiếp từ cái cuốn tập đó mà họ đã ghi âm một cái CD đó rồi, thì bạn cứ gắn tai phone vô và các bạn nghe họ phát âm thôi. Thì mình thấy cái đúng là cái quyển tập đó nó dành cho cái người mà chưa biết nói và cũng chưa biết chữ viết như thế nào luôn các bạn. Mình cảm thấy rất là hay và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ những cái điều nhỏ nho. Mình biết là có rất là nhiều người họ đã thành công, họ đã biết chữ rồi và họ đã đến Mỹ, họ đã làm công ăn việc làm rồi. Nhưng mà đối với mình thì mình quan trọng con chữ hơn. Vì á, các bạn biết không, chỉ đơn giản như khi bên Việt Nam thôi, khi các bạn ở bên Việt Nam các bạn nghèo và các bạn mù chữ thì các bạn vẫn thua thiệt hơn đối với cái người mà họ biết chữ. Ví dụ như các bạn biết chữ, các bạn học ở tầm lớp 7, lớp 8 thì các bạn vẫn thua với cái thằng đại học. Cho nên nếu như mình biết được chữ, mình nhồi nhét được cái gì đó thì nó tốt cho cái cuộc sống của mình sau này hơn. Ví dụ như các bạn thấy hồi đó mình có chơi một đứa bạn mà nó mù chữ các bạn, nó không biết chữ luôn các bạn. Nó đi bán trong trống, trong trống với cái phần cái con gà mà ở dưới cái đế có con cục đất các bạn, cầm kéo lên cái xong bỏ xuống, kéo lên bỏ xuống như vậy nè, là nhỏ đó nó bán cái đó trong trống với mấy con gà đó đó. Rồi cái mình á, thì hồi nhỏ nhà còn nghèo lắm, mình đi bán vé số, cái xong cái mình với nó hai đứa đi chung một bầy đi chung với nhau vậy, tại nó thì nó bán trong trống, mình bán vé số thì chỗ nào có người thì mình đi vô nó mình mời thôi. Cái xong á, mà mình á, thì mình biết chữ còn nó không biết chữ. Các bạn biết không, rất là tội các bạn khi mà đi đâu á hả, nhiều khi nó chỉ biết tiền thôi, nó chỉ biết mặt tiền thôi, nhưng mà đi đâu nó nhìn cái gì á, nó không có biết, nó chỉ nhớ theo cái trí nhớ của nó thôi. Ví dụ đi tới chỗ đó là nó nhớ là ở chỗ đó có bao nhiêu cái tiệm và cái tiệm nó bán cái gì, nó nhớ như vậy thôi, và nó nhớ theo cái trí nhớ của nó thôi, chứ nó không có đọc tên đường được. Và đôi khi nhiều khi hai chị em đi lạc á, nó không có đọc tên đường được và cái đầu nó hỏi ê, ở đây đã ở đâu vậy mày, cái mình lúc đó là mình không có biết, nó không biết chữ các bạn, cái mình mới nói là thì mày đọc đi chữ nè, thì ở đây là người ta ghi là ở đâu đâu gì đó, cái mình đánh dần. Lúc đó là mình hình như lúc đó là mình học lớp 5, lớp 6 rồi, là mình biết đọc chữ rồi. Cái xong mình đọc cho nó, cái nó nói ừ tao đâu biết đâu, tại vì mẹ tao không cho tao đi học. Các bạn biết không, nó đẹp gái hơn mình rất là nhiều. Và sau thời gian thì mình đi Sài Gòn mình sống thì nó ở nhà đó, nó vẫn đi bán vậy đó. Rồi thời gian sau do cô dì chú bác gì đó làm mai cho nó được lấy chồng Đài Loan. Các bạn biết không, lần đó mình về mình gặp nó, vô tình gặp nó ở ngoài chợ, cái nó đang học uốn tóc, chồng nó chưa có rước nó đi, nó đang học uốn tóc. Cái xong cái mình mới nói chuyện với nó, mà bữa đó mình đi đóng đôi guốc ở cái tiệm ngay chỗ nó làm luôn. Cái mình mới nói, người ta mới nói chuyện gì đó, và người ta nói cái câu là, người ta nói gì nè, người ta nói là mình đi xin việc làm là mình phải có hồ sơ. Mình nghĩ một cái câu này rất là đơn giản luôn các bạn, và mình giống như mình không có nghĩ là nó không biết các bạn. Và nó quay qua nó hỏi mình, ê cái đi xin việc làm rồi cái từ hồ sơ là cái gì vậy, nó hỏi mình vậy các bạn. Mình thật sự mình sửng sốt với cái câu hỏi đó của nó. Rồi bỗng nhiên lúc đó mình cảm thấy mình hơn nó rất là nhiều và mình cảm thấy thương nó vô cùng. Mình nói là trời ơi, chỉ là một cái từ hồ sơ mà nó không hiểu luôn, mà đối với ai biết chữ thì những cái điều đó là rất bình thường đúng không các bạn, nhưng mà đối với nó không hiểu được từ hồ sơ là gì hết. Cái mình mới giải thích cho nó nghe là mày biết cái từ hồ sơ là cái nguyên một cái tờ giấy nó nằm trên một cái bảng A4 á, và cái tờ giấy đó họ ghi là sơ yếu lý lịch của mày. Cái nó hỏi sơ yếu lý lịch là gì vậy, cái mình mới bắt đầu mình mới bất ngờ thêm một lần hai, và mình nói là sơ yếu lý lịch tất nhiên là trong đó nó có là họ và tên của mày, ba mẹ mày tên gì, mày sinh sống ở đâu và cái sổ hộ khẩu của mày nằm ở đâu, và giống như là cái đó là cái kêu bằng gọi là cái mình mới giải thích theo cái nôm na là theo dân gian mình nói cái đó gọi là giống như nó gần như là cái gia phả của mày vậy đó, nó giống vậy đó, mình nói vậy đó. Nên là cái nơi của mày,
cái nơi mà mày sinh ra và người nào sinh ra mày đó là nó giống như vậy đó, mày hiểu chưa? Đó, mình nói như vậy nó mới nói ờ hiểu rồi. Các bạn thấy không? Rất là tội nghiệp luôn, cho nên đó mình bây giờ mình giống như là con bé đó vậy đó, cái cô gái đó mà và mấy năm mười mấy năm về trước mà mình gặp vậy đó, cho nên mình rất sợ mình giống như cô gái đó và mình sẽ bị sụt lùi lại và có rất nhiều cái mình sẽ không đuổi kịp người ta. Ví dụ như khi các bạn biết chữ, họ nói ra cái gì, hoặc là các bạn biết chữ, các bạn lên mạng, các bạn đọc tin tức thời tiết, rồi các bạn đọc được những cái hay và các bạn học hỏi ở trên mạng hoặc đôi khi trong sách rất là nhiều. Các bạn biết không, cái kiến thức nó nằm trong sách rất là nhiều, và sách là nó là chữ, các bạn phải biết được cái mặt chữ và bạn phải đọc được cái quyển sách đó và các bạn mới biết được là cái kinh nghiệm nó như thế nào, và các bạn mình mới áp dụng vào cuộc sống của mình và mình mới có được cái nhiều cái kinh nghiệm hơn đó. Cho nên hả, mình cảm khi mà mình ở Việt Nam mình biết chữ, mình đọc cái này đọc cái kia, cái mình tìm hiểu, đôi khi là mình không có học cao hơn người ta, nhưng mà mình nhờ là mình hay đi tìm tòi trên mạng rồi đọc sách đọc báo được thêm, cho nên hả những cái gì mình biết hả, đôi khi hả mấy anh của mình học đại học mà mấy ông còn nói là nhiều khi tao học đại học mà tao còn phải qua tao hỏi mày những cái chuyện giống như về sử dụng mạng xã hội, về ví dụ như Facebook này kia cái nọ gì đó. Thì mình sử dụng mạng xã hội mình không rành, không có giỏi về công nghệ như những mấy ổng, nhưng mà mình biết được là mình sử dụng cái đó là mình phải làm như gì như gì. Đôi khi mấy ổng không có biết, mấy ổng phải qua hỏi mình. Và mình bán hàng online thì cái mấy ổng qua hỏi mình là ừ mấy cái bán hàng online đó là như thế nào, quy chế làm việc của bán hàng online là ra sao. Thì mình là cái người không có ăn học bằng ổng, nhưng mà ổng đôi khi ổng còn phải thua mình về cái kêu bằng cái kinh nghiệm. Mình thì mình theo kiểu là mình không có học trên giấy tờ như ổng nhiều, nhưng mà mình có được cái kinh nghiệm sống rất là nhiều, tại vì mình chịu khó bươn chải vào những cái con đường mà kiếm tiền như vậy lắm. Cho nên á hả, công nghệ thông tin mà bán hàng online á, đôi khi là hả ở dưới quê mình á hả, là mình là người đầu tiên luôn các bạn, mình là người đầu tiên mà mở đầu những chuyện đó luôn. Và những người mà họ ăn học cao hơn mình á, cái họ tỏ thái độ khi dễ mình các bạn. Họ tỏ thái độ khi dễ, họ nói là mình ăn học không có tới đâu mà lên mạng bán hàng như vậy thì có được cái gì, chỉ là nổ thôi, tối ngày ôm điện thoại chát chít nói với đứa này đứa kia thôi chứ bán buôn cái gì. Nhưng mà khi họ thấy mà mình nhập hàng về mình bán và với số lượng mà mình cứ đi giao mỗi ngày rồi đó, và họ thấy càng ngày mình nhập hàng càng nhiều thì bắt đầu họ mới tin tưởng, họ mới biết được là ừ mình đã thật sự là làm được những cái điều mà mình nói, và bắt đầu cái họ lúc đó họ mới thật sự là công nhận cái điều đó của mình. Cho nên hả, ngày hôm nay mình qua bên Mỹ này và mình đi tìm con chữ thì mình cũng muốn gửi lời đến tất cả những người nào đó đã đang và sắp đi qua Mỹ, hãy đi học lại ESL. Tại vì nếu như các bạn vô trong lớp mà cô giáo trắc nghiệm mà họ thấy bạn tốt thì họ sẽ cho lên lớp trên. Và chúng ta gọi là học nữa học mãi, học không bao giờ hết á. Đôi khi 4, 5, 60 tuổi mình vẫn còn học, là cái kiến thức là nó vô hạn và cái kiến thức nó là vô giá. Tài sản của mình người ta có thể lấy được từ đôi tay của mình, nhưng mà cái kiến thức của mình thì không ai lấy được hết. Cho nên nếu như các bạn qua bên đây cũng giống như mình mà, thì hãy cố gắng đi học. Và đôi khi là mình kiếm được cái con chữ nó muộn hơn so với cái bạn bè đồng trang lứa. Về sau này á, các bạn sẽ được rất là nhiều lợi ích, và hả mình cũng không có bị người ta coi thường quá các bạn. Tại vì hả khi mà các bạn biết không, trong cái cuộc sống này á, cái gì họ cũng xài giấy tờ hết á. Mà nếu như các bạn không biết chữ, họ chỉ cần gài các bạn nằm ở trong cái con chữ thôi là các bạn có thể chết vì họ. Cho nên hả, hoặc là các bạn có thể dâng hết tài sản của mình cho người ta. Cho nên hả, các bạn phải dù gì mình cũng phải biết được cái con chữ. Các bạn biết không, bây giờ cái cuộc sống bây giờ là họ chơi chữ với nhau không à. Cho nên hả, mình không biết chữ là coi như là mình thua với người ta đó. Và mình mãi mãi không bao giờ mình ngóc đầu lên nổi. Đó là chỉ là một cái suy nghĩ riêng về cái cá nhân của mình thôi. Và mình cảm thấy là cái điều đó là rất hữu ích trong cái cuộc sống này. Và cái thời gian mình sống ở Việt Nam mình cũng thấy được cái điều đó. Khi mà mình không biết chữ là mình sẽ thua thiệt hơn với rất là nhiều người.
Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một ít thông tin về cái chuyện đi học ở bên Mỹ nó ra sao. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy share cho tất cả bạn bè cùng xem. Và những người nào đó đang có ý định đi sang Mỹ thì họ sẽ biết thêm một ít thông tin về cái cuộc sống bên Mỹ như thế nào.